Tại UEFA Euro 2024, lịch thi đấu đã được thiết kế cho các đội chỉ chơi các trận đấu vòng bảng của họ trên hai cụm khu vực để giảm khoảng cách di chuyển cho các đội và người hâm mộ giữa các thành phố chủ nhà. Sau đây là tổng quan về các địa điểm lưu trú và tập luyện của 24 đội tuyển tại vòng chung kết UEFA Euro 2024. Mỗi thành phố bao gồm một khách sạn và một cơ sở đào tạo liên quan theo tiêu chuẩn quốc tế cao nhất. Đội tuyển Albania sẽ đóng quân và tập luyện tại Sportcentrum Kaisau, nằm ở Anna, ngoại ô Dortmund. Sportcentrum Kaisau là sự kết hợp giữa Sport Hotel, Sport School, Sport Congress Center và các cơ sở đào tạo chuyên nghiệp. 48 phòng khách sạn hiện đại có diện tích 36m² với phòng ngủ và phòng khách nằm trên 3 tầng khác nhau. Trong các phòng được trang bị tiện nghi hiện đại, địa điểm này có một số sân bóng đá và thể thao. Một đường chạy, một sân bóng đá bãi biển, một sân nhân tạo và 3 sân bóng đá mini. Đội tuyển Áo sẽ đóng quân tại Schlosshotel Berlin. Nằm ở trung tâm của khu dân cư Granio cao cấp, Schlosshotel Berlin by Patrick Hellman là sự lựa chọn lý tưởng cho những du khách đang tìm cách thoát khỏi sự hối hả và nhộn nhịp của trung tâm thành phố. Được xây dựng vào năm 1911 theo phong cách phục hưng thế kỷ 18 của các cung điện Pháp. Kiệt tác kiến trúc này tự hào có tầm nhìn ngoạn mục ra khu vườn bình dị từ các phòng theo phong cách riêng. Do kích thước nhỏ của khách sạn, các phòng bổ sung đã được đặt trước tại khách sạn Hotel Bristol Berlin. Sân tập của đội tuyển Áo là sân vận động Mommsen Stadium nằm ở quận Westen của Berlin. Đây là sân nhà của SC Charlottenburg kể từ khi kết thúc Thế chiến thứ hai. Đội tuyển Bỉ sẽ đóng quân tại Schlosshotel Monrepos, nằm ở Ludwigsburg, ngoại ô Stuttgart. Ludwigsburg là nơi có nhiều khách sạn, nhưng chỉ có một khách sạn có vị trí đẹp độc đáo, mang đến sự yên bình, thiên nhiên và sự huy hoàng của lịch sử, cách trung tâm thành phố chưa đầy 10 phút đi xe. Schlosshotel Monrepos được bao quanh bởi một công viên rộng 250 hectare, bao gồm một cung điện, sân golf và đường đua để cưỡi ngựa. Đội tuyển Bỉ sẽ tập luyện tại Sportland am Hofplatz. Khu liên hợp thể thao nằm ở quận Bissingen. Đây là một vị trí kín đáo được bao quanh bởi rừng và các tòa nhà. Địa điểm được rào chắn hoàn toàn, có hai sân cỏ nhân tạo và một sân cỏ tự nhiên. Đội tuyển Croatia sẽ đóng quân tại Resort Mark Brandenburg, nằm ở Neuruppin, Tây Bắc Berlin. Resort Mark Brandenburg nằm ngay bên hồ Rappener See và là điểm đến hoàn hảo cho các hoạt động giải trí cũng như các sự kiện thể thao. Với 130 phòng, 5 phòng họp, 2 nhà hàng và khu vực spa rộng 5.000m², bao gồm hồ sông hơi lớn nhất nước Đức, 8 phòng sông hơi khô theo chủ đề, hồ bơi trong nhà và 3 hồ bơi ngoài trời. Cùng với đó là khu vực tập thể dục rộng 280m². Đội tuyển Croatia sẽ tập luyện tại tổ hợp sân vận động Fox Park, bao gồm 4 sân cỏ tự nhiên và 1 sân nhân tạo. Sân chính có sức chứa 1.000 khán giả. Đội tuyển Cộng hòa Séc sẽ đóng quân tại Steigenberger Hotel Treidelberg, Hamburg. Nằm ở phía bắc Hamburg, Steigenberger Hotel Treidelberg, Hamburg nằm giữa khu bảo tồn thiên nhiên Alsterkow bình dị. Mới được tân trang lại với một diện mạo mới. Sân tập của đội tuyển Cộng hòa Séc là tổ hợp sân vận động S15X bao gồm một sân cỏ tự nhiên 1.300 chỗ ngồi và 3.700 chỗ đứng. Nằm ở Norderstedt, ngoại ô Hamburg, đây là sân nhà của FC Eintracht Norderstedt, giải hạng tư Đức và FC St. Pauli 2. Đội tuyển Đan Mạch sẽ đóng quân tại Fritz Lauterbeck ở Florianstad. Đây là một khách sạn độc đáo giữa rừng đen. Phong cách kiến trúc hiện đại kết hợp với vẻ đẹp thiên nhiên tạo nên điểm nhấn cho địa điểm này. Đội tuyển Đan Mạch tập luyện tại tổ hợp sân vận động Hermannshavn. Trung tâm đào tạo nằm gần trung tâm thành phố Florianstad trong rừng đen với sức chứa 350 khán giả. Tổ hợp này cũng tổ chức các trại huấn luyện cho các đội bóng chuyên nghiệp và có thể được chuẩn bị theo cách đảm bảo sự riêng tư. Đội tuyển Anh sẽ đóng quân tại một khu nghỉ dưỡng golf 5 sao sang trọng tại Euro 2024. Golf Resort Vimererland gần Blankenheim, cách Leipzig 90 phút di chuyển. Địa điểm này có 94 phòng, 2 sân golf 18 lỗ đầy đủ, sân 9 lỗ và tiện nghi spa. Ngoài ra còn có 2 sân bóng đá kích thước đầy đủ, 1 phòng tập thể dục hiện đại và 1 trung tâm chăm sóc sức khỏe, làm cho nó trở thành một cơ sở lý tưởng cho Euro. Đại bản doanh của tuyển Pháp sẽ là Park Hotel and Spa Bedwigs-Springer tại Bedwigs-Springer. Khách sạn được đánh giá cao cấp 4 sao này nổi bật khi nằm gần rừng Teutoburg ở bang Bắc Rhine-Westphalia của Đức. Các phòng nghỉ được thiết kế hiện đại và trang nhã,
Đối với nhu cầu thể thao, địa điểm nào cũng có một phòng tập thể dục được trang bị hiện đại. 12 phòng sự kiện được trang bị chất lượng cao và có thể sử dụng linh hoạt, cung cấp không gian cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và sự kiện với tối đa 250 khách. Đội tuyển Pháp sẽ tập luyện tại đấu trường Paderborn là sân nhà của câu lạc bộ Bundesliga 2 SC Paderborn 07. Sân có sức chứa 15.000 khán giả, gồm 6.000 chỗ ngồi, 9.000 chỗ đứng. Hạ tầng kỹ thuật và an toàn ở mức rất cao. Đội tuyển Georgia sẽ đóng quân tại Best Western Plus Park Hotel Velvet tại Melbourne. Địa điểm này có nhiều không gian để phân tích trận đấu và chuẩn bị trận đấu của các đội tuyển. Hai nhà hàng mới có sân hiên phơi nắng, với các món ăn theo mùa và khu vực, luôn tươi ngon. Công viên riêng của khách sạn có nhiều không gian giúp thư giãn đầu óc. Đội tuyển Georgia sẽ tập luyện tại sân vận động Velvet, được khai trương vào tháng 8 năm 2020. Sân vận động được bao quanh bởi bãi đậu xe 580 chỗ. Hiện tại, tất cả các hạng đấu của DFB cho đến giải đấu khu vực và cúp đều được chơi tại sân vận động này. Liền kề là một cơ sở điền kinh loại B với một sân cỏ tự nhiên. Bên cạnh đó là một khu phức hợp trong nhà với 3 phòng thể thao. Sân vận động này chỉ cách Best Western Plus Park Hotel Velvet khoảng 8 phút lái xe. Đội chủ nhà Đức sẽ đóng quân tại Adidas Home Ground ở Herzogenaurach của Bavaria. Địa điểm này có một sân thể thao thuộc sở hữu của công ty Adidas, nơi đội tuyển Đức có thể chuẩn bị cho các trận đấu của họ. Diamantstadt sẽ nghỉ ngơi trong 15 ngôi nhà gỗ với không gian cho tối đa 4 người. Ngoài ra, còn có nhiều phòng họp khác nhau, phòng ăn, hồ bơi, bóng chuyền để tái tạo năng lượng. Tuy nhiên, lợi thế lớn nhất mà Adidas Home Ground mang đến cho đội chủ nhà là khoảng cách gần với các địa điểm thi đấu tại vòng bảng. Tuyển Đức sẽ chơi các trận đấu vòng bảng ở Munich, Stuttgart và Frankfurt. Đội tuyển Hungary sẽ đóng quân tại Hotel Tannenhof Sport & Spa, nằm ở Bavaria. Tannenhof Hotel Resort được cải tạo hoàn toàn vào năm 2016. Kể từ đó, nó có một diện mạo hoàn toàn mới và chào đón khách của mình với 117 phòng. Với 2.400m2 dành cho chăm sóc sức khỏe, nhiều tiện nghi thể thao và spa hiện đại đầy cảm hứng ở vùng nông thôn, núi cao bao quanh. Đội tuyển Hungary sẽ tập luyện tại sân vận động FVAW Wiler, nằm ở trung tâm thành phố Wiler im Ogel, chỉ cách khách sạn 5 phút đi bộ. Trung tâm đào tạo bao gồm một sân chính và một sân thứ hai cho các cầu thủ tập luyện. Một tòa nhà mới được xây dựng vào năm 2020 bao gồm 2 phòng thay đồ, một phòng tập thể dục, một phòng y tế và 2 phòng thay đồ nhỏ hơn dành cho trọng tài. Đội tuyển Ý sẽ đóng quân tại Hotel Viareseten Am Silesie, nằm ở thành phố Iserlohn. Hotel Viareseten Iserlohn nằm giữa một khu rừng cạnh hồ, với những căn phòng sáng tạo, đồ ăn ngon, thư giãn tại hồ bơi, trong phòng tắm hơi và những đêm yên tĩnh trên những chiếc giường tuyệt vời. Bên cạnh đó là rất nhiều không gian giải trí bên trong và bên ngoài khách sạn. Đội tuyển Ý sẽ tập luyện tại sân vận động Hamburg, được bao quanh bởi rất nhiều cây xanh. Khán đài sân vận động có mái che với sức chứa tổng cộng 10.000 khán giả, trong đó có 1.500 ghế có mái che. Cơ sở này được rào chắn hoàn toàn và không thể được nhìn thấy từ bên ngoài. Đội tuyển Hà Lan sẽ đóng quân tại The Viscountain, ở thành phố Wolfsburg. Viscountain là khách sạn 5 sao với dịch vụ hàng đầu và ẩm thực 3 sao Michelin. Hãy tận hưởng sự kết hợp hoàn hảo giữa dịch vụ độc đáo, ẩm thực tuyệt vời và thiết kế đặc biệt tại khách sạn sang trọng ở Đức này. Đội tuyển Hà Lan sẽ tập luyện tại trung tâm huấn luyện của VfL Wolfsburg. Khai trương vào năm 2015, tổ hợp này có khung cảnh đẹp như tranh vẽ. VfL Stadion là sân nhà của đội nữ và đội U19 Wolfsburg. Sân vận động với sức chứa 2.376 khán giả, được trang bị đầy đủ cho mọi nhu cầu của đội tuyển quốc gia và có thể được sử dụng để tập luyện sau cánh cửa đóng kín. Đội tuyển Ba Lan sẽ đóng quân tại Sheraton Hanover Pelican Hotel ở thành phố Hanover. Sheraton Hanover Pelican Hotel nằm trong tòa nhà của nhà máy sản xuất bút máy Pelican trước đây. Bạn có thể tìm thấy nét đặc trưng của thành phố New York trong nhà hàng Avenue thứ 5, bên cạnh đó là Pelican Bar được thiết kế với phong cách lịch sử. Cả hai đều là địa điểm ăn uống mang lại năng lượng cho khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Đội tuyển Ba Lan sẽ tập luyện tại Học viện Hanover 96, là trụ sở của đội trẻ Hanover 96. Trung tâm đào tạo bao gồm 6 sân có kích thước đầy đủ.
Một trong những sân là Islandwide Stadium, sân này sẽ được cung cấp làm sân chính cho việc tập luyện. Học viện có tổng diện tích 130.000 m² và cung cấp mọi thứ cần thiết để chuẩn bị cho trận đấu một cách tối ưu. Đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ đóng quân và tập luyện tại Hotel Residence Klosterfort ở Helsinki. Nằm ở bìa rừng Teutoburg, Hotel Residence Klosterfort có diện tích rộng 180.000 m². 11 tòa nhà được bao quanh bởi các công viên và khu vườn được bố trí rộng rãi với những cây cổ thụ mời gọi bạn nán lại và đi dạo xung quanh. Có hai sân bóng đá chuyên nghiệp ngay trong khuôn viên khách sạn. Chúng được trang bị hệ thống tưới tiêu và dàn đèn chiếu sáng. Đội tuyển Romania sẽ đóng quân tại Hotel Melchior Park ở thành phố Würzburg. Khách sạn cao cấp 4 sao được bao quanh bởi một công viên xinh đẹp. Khách sạn hoàn toàn không có rào cản và cung cấp tổng cộng 118 phòng, với 3 loại khác nhau cũng như một nhà hàng. Hồ bơi và khu vực sông hơi được kết nối với khu vườn xinh đẹp và là nơi lý tưởng để thư giãn. Đội tuyển Romania sẽ tập luyện tại sân vận động Würzburg nằm ở Dahlenberg. Sân vận động có sức chứa 13.090 người. Nhờ kết nối trực tiếp với đường cao tốc, sân vận động rất dễ tiếp cận. Năm 2016, sân vận động được mở rộng và hiện đại hóa. Do đó, nó cung cấp mọi thứ mà một đội tuyển quốc gia cần cho một chiến dịch UEFA Euro 2024 thành công. Đội tuyển Scotland sẽ đóng quân tại Obermühl Alpine Spa Resort ở Garmisch-Partenkirchen, Bavaria. Obermühl là khu nghỉ dưỡng sang trọng 4 sao cao cấp, kết hợp những gì tốt nhất của quá khứ và hiện tại. Với 120 phòng và dãy phòng, một trung tâm chăm sóc sức khỏe và spa khổng lồ diện tích hơn 2.500 m², bể bơi trong nhà, hai bể sục và bể bơi vô cực trên sân thượng tuyệt đẹp. Khách sạn nằm ở vị trí trung tâm và ngay cạnh sân tập bóng đá. Đội tuyển Scotland sẽ tập luyện tại sân vận động ở Roebourne, sân vận động có đường chạy, khán đài có mái che khoảng 500 chỗ ngồi. Có 4 phòng thay đồ, khu vệ sinh, phòng y tế và các phòng phụ trợ. Sân vận động cách trung tâm Garmisch 5 phút đi bộ. Đội tuyển Serbia sẽ đóng quân tại Hotel Maximilian ở Augsburg. Với lịch sử tuyệt vời hơn 300 năm, Hotel Maximilian là một trong những khách sạn truyền thống nhất ở Đức. Với 132 phòng và không gian tổ chức sự kiện rộng hơn 1.200 m², khách sạn nằm trên đại lộ Maximilianstraße lịch sử và quyến rũ của Augsburg. Có hai nhà hàng được trao một sao Michelin. Ngoài ra, khách sạn còn có khu vực spa rộng 360 m². Sân tập của đội tuyển Serbia là Rosenau Stadion. Sân vận động có sức chứa 3.250 khán giả, mang hình elip cổ điển. Nó có vị trí siêu đẹp ở trung tâm thành phố Augsburg. Có thể thực hiện các buổi tập an toàn và khép kín. Đội tuyển Slovakia sẽ đóng quân tại Hyatt Regency Mai ở thành phố Mai. Khách sạn nằm bên bờ sông Rai, chỉ cách khu phố cổ và trung tâm thành phố vài phút đi bộ. Nơi đây có 268 phòng và dãy phòng, cũng như tiện nghi để tổ chức hội họp cho tối đa 500 khách. Nhà hàng Bell Pepper có thiết kế nội thất hiện đại với tầm nhìn tuyệt đẹp ra sông. Các tiện nghi giải trí bao gồm hồ bơi trong nhà, bồn tạo sóng, phòng sông hơi khô, phòng sông hơi ướt và phòng tắm nắng cũng như các thiết bị tập luyện thể dục hiện đại. Sân tập của Slovakia là Bratislava Stadium, được xây dựng vào năm 1929 với sức chứa 5.000 khán giả. Đây là sân nhà trong nhiều thập kỷ của FSV Mai 05, ngày nay là nơi thi đấu của đội U23 và U19 của đội bóng này. Với cơ sở vật chất hiện đại, sân vận động cung cấp những điều kiện tuyệt vời để tập luyện cho Slovakia. Đội tuyển Slovenia sẽ đóng quân tại Das Vesper ở Wuppertal. Địa điểm này nằm giữa sân golf 45 lỗ do khách sạn sở hữu. 58 phòng và dãy phòng hiện đại, trang nhã, 6 phòng hội nghị có sức chứa lên tới 440 người. Khả năng kết nối vượt trội với các đường cao tốc A46, A43 và A1 còn tạo nên sự khác biệt cho vị trí của Das Vesper. Sân tập của Slovenia là Stadion Am Zu. Sân hiện được sử dụng chủ yếu cho các trận đấu bóng đá và tổ chức các trận đấu trên sân nhà của Wuppertal SV. Sân vận động có sức chứa 23.067 người và được xây dựng vào năm 1924. Đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha sẽ đóng quân tại Deutz Beckhoff, nằm ở thị xã Donavichingen. Cơ sở vật chất đáp ứng tất cả các yêu cầu cần thiết cho một đội bóng đá chuyên nghiệp thi đấu tại một sự kiện cấp cao nhất như giải vô địch châu Âu.
Cơ sở này được đặt ở một vị trí rất yên tĩnh với các khu vực trong nhà và ngoài trời rộng lớn. Đội tuyển Tây Ban Nha sẽ có tối đa 3 sân bóng đá nằm ở khu vực Der Beckhof để sử dụng cho việc chuẩn bị cho các trận đấu của họ. Bên cạnh đó là các khu vực tập thể dục và phục hồi rộng rãi được trang bị công nghệ mới nhất. Đội tuyển Thụy Sĩ sẽ đóng quân tại Van Hotel Stuttgart, tọa lạc tại một vị trí yên tĩnh ngay cạnh khu rừng nhưng chỉ cách ga xe lửa chính của Stuttgart, sân bay Stuttgart hoặc đường cao tốc 15 phút lái xe. Với 96 phòng, khách sạn này có vị trí độc đáo, thiết kế nội thất đầy phong cách. Đội tuyển Thụy Sĩ sẽ tập luyện tại sân vận động Vanau, sân bóng lớn thứ hai ở Stuttgart sau Stuttgart Arena. Sân có sức chứa khoảng 11.500 khán giả. Ở phía sau là tòa tháp nổi tiếng nhất của thành phố, tháp truyền hình Stuttgart. Đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đóng quân và tập luyện tại Sport Hotel Fuspektor ở Basinghausen. Sport Hotel Fuspektor nằm ở rìa Dnieper, một khu giải trí thiên nhiên gần Hanover. Sport Hotel có mọi thứ mà các vận động viên chuyên nghiệp cần. Ngay bên cạnh khách sạn là sân bóng đá, nơi thường xuyên được sử dụng bởi các câu lạc bộ quốc tế và Bundesliga. Sport Hotel là khách sạn 4 sao mới được cải tạo gần đây và có 68 phòng ngủ cùng các không gian hội họp cần thiết. Đội tuyển Ukraine sẽ đóng quân tại Leger Hotel Wiesbaden-Konnerstein ở Wiesbaden. Tọa lạc trong công viên tự nhiên Rheingoldkönig, khách sạn hiện đại này cung cấp các tiện nghi hiện đại cũng như khả năng kết nối tuyệt vời với đường cao tốc A3. Khu vực Wellfit trong khuôn viên có phòng xông hơi khô và phòng tập thể dục nhỏ và phòng thư giãn rộng rãi. Đội tuyển Ukraine sẽ tập luyện tại Stadion Am Hanbeck ở Tonastai. Nó chủ yếu được câu lạc bộ bóng đá SVN Wiesbaden sử dụng làm cơ sở đào tạo và địa điểm thi đấu cho các đội trẻ của họ. Sân vận động có sức chứa 200 khán giả.